Xem tuổi làm nhà năm 2021 cho người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 được lộc trời cho giàu sang phú quý trọn đời. Phong thủy may mắn xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Các bạn thân mến, việc chọn tuổi làm nhà, chọn tuổi đồng thổ, chọn đất hợp tuổi để xây nhà là một việc làm vô cùng quan trọng. Dựa theo quy luật vận động của vũ trụ mà mỗi năm các thiên tinh bay đến từng phương vị khác nhau. Vì vậy, trường khí các thiên tinh gây nên ảnh hưởng trực tiếp đến vận đất, vận người từng năm, từng ngày, từng tháng, từng giờ cũng khác nhau. Nắm được quy luật vận động của các thiên tinh và được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng với các thầy phong thủy nổi tiếng nhất Việt Nam trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Thể theo nguyện vọng của quý khán giả muốn biết năm 2021 xây nhà hướng nào tốt, chọn tuổi nào động thổ thì cát, xây nhà vào năm tháng ngày giờ nào. Và rất nhiều câu hỏi có liên quan đến việc xây nhà trong năm 2021. Phong thủy may mắn đã liên hệ với các thầy phong thủy lão làng trong ngành về việc xây nhà năm 2021, được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Hôm nay, Phong thủy may mắn tiếp tục ra mắt video hướng dẫn chọn hướng nhà, chọn tuổi làm nhà năm 2021. Mời các bạn theo dõi. Trước khi làm nhà, động thổ, cải tạo, xây cất, sửa sang nhà cửa thì phải gia chủ tuổi Quý Mão 1963 xem mình có phạm tuổi đại kỵ không, tam tai, hoàng ốc hay là kim lâu. Đầu tiên đó là hạn tam tai. Nếu gia chủ đang phân vân tuổi 1963 xây nhà năm nào và chọn đúng năm trùng với tuổi hạn tam tai thì gia đình sẽ gặp nhiều điều xấu và không may mắn. Vận xui sẽ đeo bám tất cả mọi người, dễ gặp các biến cố hay là các tai họa không thể lường trước được. Còn về hạn kim lâu, nếu gia chủ tuổi Quý Mão 1963 và làm nhà, xây cất nhà vào năm kim lâu thì quanh năm ốm đau bệnh tật, sức khỏe suy yếu, sinh khí thì giảm sút, ngay cả người thân trong nhà cũng bị lây. Còn về hạn hoang ốc, nếu gia chủ tuổi Quý Mão 1963 mà làm nhà, xây cất nhà cửa vào năm hoang ốc thì ngôi nhà sẽ không được tốt, lạnh lẽo hoang vắng, giảm sinh khí, dễ bị ma quỷ sống cùng với trong nhà. Thật may mắn, tuổi Quý Mão 1963 năm 2021 không bị phạm kim lâu hoang ốc tam tai nên năm 2021 mà xây nhà cực kỳ cát lành. Bởi vậy, nếu có điều kiện chọn được đất tốt, ngày tháng động thổ vượng thì nên làm nhà ngay trong năm 2021 Tân Sửu. Tiếp theo, ta sẽ xét đến vận đất. Theo lưu niên, mỗi năm các thiên tinh đáo đến khác nhau, gây nên những ảnh hưởng trực tiếp với từng hướng nhà và từng tuổi. Xem xét cụ thể như sau, tuổi Quý Mão 1963 nam mệnh, khảm thủy có bốn hướng tốt, đó là Bắc phục vị, Đông thiên y, Nam diên niên, Đông nam sinh khí. Còn bốn hướng xấu là Tây họa hại, Tây nam tuyệt mệnh và Tây bắc là lục sát, Đông bắc ngũ quỷ. Còn hướng Bắc gồm có ba sơn nhâm tý quý 337,5 độ đến 22,5 độ, năm 2021 sao nhị hắc bệnh phù đáo đến, vì vậy việc xây mới hay sửa chữa cần hết sức lưu ý. Tuổi Quý Mão 1963 xây nhà hướng Bắc thuộc Đông tứ mệnh hợp hướng, được phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc, hướng Đông Nam tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa dương tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Giao hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Còn về hướng đông gồm ba sơn giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2021 bị phạm tam sát. Tam sát là một trong những sát tinh lớn nhất của năm nên việc xây mới cần hết sức lưu ý. Bên cạnh đó thì những nhà hướng đông bao gồm tọa tân hướng Ất, tọa canh hướng giáp năm 2021 bị phạm vào mộ long biến vận sát. Để hóa giải những sát tinh này cần liên hệ ngay với thầy phong thủy nổi tiếng của Phong thủy May mắn để được lựa chọn thời điểm và bố trí phong thủy phù hợp cho nhà hướng đông. Còn tuổi 1963 Quý Mão xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh, hợp được hướng thiên y, thuộc sao cự môn thổ, hướng đông bắc tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Hướng nam gồm ba sơn Bính, Ngọ, Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm
2021 sao Nhất Bạch đáo đến, Nhất Bạch tài tinh là sao tốt nên việc xây mới rất tốt, nhưng cũng cần phải xét đến các yếu tố khác. Những nhà hướng Nam tọa Tý, hướng Ngọ và tọa Quý hướng Đinh vào năm 2021 phạm vào Mộ Long biến vận sát. Mộ Long theo Hồng phạm ngũ hành là sát tinh lớn của năm. Những nhà phạm Mộ Long biến vận khi muốn xây mới năm Tân Sửu cần phải lựa chọn đúng thời điểm và phải được thiết kế đúng kiến trúc phong thủy để có thể hóa giải. Còn nhà tọa Nhâm hướng Bính xây mới năm 2021 rất tốt. Tuổi Quý Mão 1963 xây nhà hướng này thuộc Đông tướng mệnh nên hợp hướng, được duyên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ dành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía duyên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cắt lành hơn. Còn trong trường hợp ngoài cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc. Hướng Đông Nam gồm 3 Sơn Thìn Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, năm Tân Sửu phạm vào ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, vì vậy không nên động thổ xây mới. Hơn nữa, nhà tọa tuất hướng Thìn và phạm vào Mộ Long biến vận sát nên càng hung họa. Vậy nên những nhà hướng Đông Nam năm 2021 không nên xây mới hay là sửa chữa. Tuổi 1963 Quý Mão Nam mạng ở hướng này thuộc Đông tướng mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc, hướng Đông tượng quái là Trấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm được sẽ cát lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Còn về hướng Tây gồm có 3 Sơn Canh Dậu Tân 247,5 đến 292,5 độ, năm Tân Sửu, những nhà tọa giáp hướng Canh bị phạm Mộ Long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới hay sửa chữa bất kể bạn tuổi gì. Những nhà tọa Mão hướng Dậu tọa Ất hướng Tân xây mới rất tốt, vậy nên nếu chuẩn bị kinh tế tốt, xây được năm 2021 thì nên xây. Người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 mà ở nhà hướng này thuộc Tây tướng mệnh không hợp hướng, bị phạm vào hóa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ hướng Tây Nam tự quái là Khôn, chủ bị tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên sống vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Còn trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Hướng Tây Nam gồm 3 Sơn Mùi Khôn Thân từ 202,5 đến 247,5 độ, năm Tân Sửu Thái Tuế Tại Sửu, những nhà tọa Sửu hướng Mùi không nên xây mới hay là sửa chữa. Hơn nữa, những nhà tọa Dần hướng Thân, tọa Sửu hướng Mùi phạm Mộ Long biến vận sát nên việc xây mới sẽ không được cát lành gì. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn xây mới được trong năm 2021. Để việc sửa chữa và xây dựng được cát lành thì quý vị hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Quý Mão 1963 xây nhà hướng Tây Nam thuộc Tây tướng mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim tượng quái là Đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa, vì vậy khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý cho năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp mà gia chủ đang ở nhà hướng Tây Nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Quý Mão sinh năm 1963.
Hướng Tây Bắc gồm Ba Sơn, Tuất, Càn, Hợi 292,5 đến 337,5 độ năm 2021 Tân Sửu, Phạm Mậu Kỷ Đô Thiên Giáp. Ngoài ra những nhà tọa Thìn hướng Tuất, tọa Tốn hướng Càn, Phạm và Mộ Long biến vận Giáp, nên những nhà hướng Tây Bắc năm 2021 không nên xây mới hay là sửa chữa. Nếu thực sự cần thiết phải làm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn. Tuổi Quý Mão 1963 nam mạng xây nhà hướng này phạm lục sát thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tương quái là khảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy hoặc tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Còn trong trường hợp mà gia chủ tuổi Quý Mão đang ở nhà hướng Tây Bắc rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Còn hướng Đông Bắc gồm Ba Sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ năm Tân Sửu 2021 bị phạm Thái Tuế và sao Lực Sĩ, hơn nữa bị phạm vào Mộ Long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới bất kể bạn tuổi gì. Với nam mạng Quý Mão 1963 xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa, vào năm 2021 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện nên bán đi, mua ở nơi khác cắt lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch, vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Quý Mão sinh năm 1963 đang ở nhà hướng Đông Bắc thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Và đối với nữ mệnh sinh năm 1963, Quý Mão Cấn Thổ có 4 tốt, đó là Đông Bắc Phục Vị, Tây Bắc Thiên Y, Tây Diên Niên, Tây Nam Sinh Khí, và 4 hướng xấu đó là Nam Hỏa Hại, Đông Nam Tuyệt Mệnh, Đông Lục Sát và Bắc là Ngũ Quỷ. Hướng Đông Bắc gồm có Ba Sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ năm Tân Sửu, bị phạm vào Thái Tuế và sao Lực Sĩ, hơn nữa bị phạm vào Mộ Long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới bất kể là bạn tuổi gì. Tuổi Quý Mão 1963 xây nhà vào hướng Đông Bắc thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng, được phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa dương tại phục vị đều hóa giải theo sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu sau ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Còn về hướng Tây Bắc thì gồm có Ba Sơn Tuất Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ năm Tân Sửu, Phạm Mậu Kỷ Đô Thiên Sát. Ngoài ra những nhà tọa Thìn hướng Tuất, tọa Tốn hướng Càn, phạm vào Mộ Long biến vận sát, nên những nhà hướng Tây Bắc năm 2021 không nên xây mới hay sửa chữa. Nếu thực sự cần thiết thì phải làm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn. Tuổi Quý Mão 1963 xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp được hướng Thiên Y, thuộc sao Cự Môn Thổ hướng Đông Bắc. Tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách thì khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại Thiên Y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Còn xét về hướng Tây gồm có Ba Sơn Canh Dậu Tân 247,5 đến 292,5 độ năm Tân Sửu 2021, những nhà tọa giáp hướng Canh bị phạm Mộ Long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới hay sửa chữa bất kể bạn tuổi gì. Những nhà tọa Mão hướng Dậu, tọa Ất hướng Tân xây mới rất tốt, vậy nên nếu chuẩn bị kinh tế tốt, xây dựng được năm nay thì nên xây. Còn tuổi Quý Mão 1963 xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh nên hợp hướng được Diên Niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc,
tự quái là càn. Chủ thì hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía diên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có may mắn và tài lộc hơn. Còn về hướng Tây Nam gồm ba sơn Mùi, Khôn, Thân, từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu, Thái Tuế, Tại Sửu, những nhà tọa Sửu hướng Mùi không nên xây mới hay là sửa chữa. Hơn nữa, những nhà tọa Dần hướng Thân, tọa Sửu hướng Mùi phạm Mộ Long biến vận sát nên việc xây mới sẽ không được cát lành gì. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn xây mới được trong năm 2021. Để việc sửa chữa và xây dựng được cát lành, quý vị hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Quý Mão 1963, nữ mạng ở hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh hợp hực hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc, hướng Đông, tượng quái là Chấn, chủ vị nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm được sẽ cát lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng Nam gồm có ba sơn Bính, Ngọ, Đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2021, nhất bạch tài tinh đáo đến. Nhất bạch tài tinh là sao tốt nên việc xây mới rất tốt, nhưng cũng cần phải xét đến các yếu tố khác. Đó là những nhà hướng Nam tọa Tý, hướng Ngọ tọa Quý, hướng Đinh năm 2021 bị phạm và Mộ Long biến vận sát. Mộ Long theo Hồng Phạm ngũ hành là sát tinh lớn của năm. Những nhà phạm Mộ Long biến vận khi muốn xây mới năm 2021 Tân Sửu cần phải lựa chọn đúng thời điểm và phải được thiết kế đúng kiến trúc phong thủy để có thể hóa giải. Còn nhà tòa Nhâm hướng Bính xây mới năm 2021 rất tốt. Người tuổi Quý Mão mà ở hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh không hợp hướng bị phạm hỏa hại là sao Lộc Tồn thuộc Thổ, hướng Tây Nam tượng quái là Khôn, chủ bị tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý để sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Còn trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách phục nhà không hợp hướng với người tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Hướng Đông Nam gồm 3 sơn Thìn, Tốn, Tỵ, từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm Tân Sửu 2021 phạm vào ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, vì vậy không nên động thổ xây mới. Hơn nữa nhà tọa Tuất hướng Thìn phạm vào Mộ Long biến vận sát nên càng hung ạ. Vậy nên những nhà hướng Đông Nam năm 2021 không nên xây mới hay sửa chữa. Tuổi Quý Mão 1963 xây nhà hướng Đông Nam thuộc Đông Tứ Mệnh nên không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim, tượng quái là Đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Quý Mão 1963 khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các vị trí phòng ban hợp lý, chọn 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Còn trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Đông Nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Còn về hướng Đông thì gồm có 3 sơn Giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2021 bị phạm vào Tam Sát. Tam Sát là một trong những sát tinh lớn nhất của năm, nên việc xây mới cần hết sức lưu ý. Bên cạnh đó thì những nhà hướng Đông bao gồm tọa Tân, hướng Ất, tọa Canh, hướng Giáp năm 2021 bị phạm vào Mộ Long biến vận sát. Để hóa giải những sát tinh này cần liên hệ ngay với thầy phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để lựa chọn thời điểm và bố trí phong thủy phù hợp cho hướng nhà Đông.
Tuổi Quý Mão 1963 nữ mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc đông tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tượng quái là khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này, phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy, hoặc tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn chi tiết cụ thể hơn. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Quý Mão đang ở nhà hướng đông rồi thì cũng cần phải có cách hòa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Hướng Bắc gồm 3 sơn Nhâm Tý Quý 337,5 đến 22,5 độ. Năm 2021 sao Nhị Hắc bệnh phù đáo đến, vì vậy việc xây mới hay sửa chữa cần hết sức lưu ý. Năm 2021 hướng Bắc là tốt nhất để xây mới, vì vậy nếu có điều kiện thì anh chị hãy tận dụng xây mới trong năm nay. Với nữ mạng Quý Mão xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ bị nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái thì khó dậy. Hơn nữa năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện nên bán đi mua ở nơi khác cắt lành và hợp hướng với mình hơn. Còn về hóa giải hướng nhà xấu nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Quý Mão 1963 đang ở nhà hướng Bắc rồi cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Năm 2021 Tân Sửu hầu hết các hướng đều phạm Mộ Long biến vận sát. Mộ Long biến vận sát là sát khí của Hồng phạm ngũ hành khi nạp âm của Thái Tuế khắc với nạp âm của Mộ Vận Long, tọa của nhà. Điều này qua thực nghiệm thấy thì khi phạm phải sát này thì tai họa liên miên, đặc biệt là thị phi ảnh hưởng rất lớn đến hòa khí của gia đình, quan vận sự nghiệp trắc trở, ly hương. Năm 2021 Tân Sửu nạp âm Thái Tuế là Thổ khắc Mộ Vận Thủy, Nhâm Thìn nạp âm Thủy, các sơn Giáp, Dần, Thìn, Tốn, Tuất, Khảm, Tân, Thân, Sửu, Quý, Khôn, Canh, Mùi. Năm 2021 không khai sơn lập hướng. Thái Tuế sát là tối đẳng thượng thần, là thần sát thượng đẳng nhất trong năm, bất nghi xâm phạm. Đây cũng chính là vị trí của sao Mộc trong hệ thiên tinh, uy lực mãnh liệt, do đó phạm vào thị phi, quan tai, tật ách, nặng thì ảnh hưởng đến tính mạng. Năm Tân Sửu 2021, Thái Tuế tại phương Đông Bắc chính vị trí Sửu chỉ là bản, nên không xây mới hay là tu tạo sửa chữa những nhà hướng Đông Bắc bất kể là bạn tuổi gì. Tam sát, kiếp sát, tai sát, tuế sát, năm Tân Sửu 2021 lưu vào phương Đông Bắc, Đông, Đông Nam với ba sơn Dần, Mão, Thìn, chủ tai họa là sát khí của năm, cần kiêng kỵ xây nhà mới phần tọa phạm những sát này. Bởi khi phạm tam sát sẽ gây họa đến đồng thời cả ba loại sát cùng một lúc, tác hại vô cùng lớn. Năm 2021 Tân Sửu những nhà có sơn Dần, Mão, Thìn không xây mới cũng hạn chế tu tạo phương này, tránh tai họa. Một kỷ đô thiên sát từ trung cung khí sát của thiên can Mậu Kỷ thì hàng năm con ong không bay về phương Mậu Kỷ tìm mật. Mậu đô thiên sát nam mệnh, kỷ đô thiên sát nữ mệnh, đặc biệt kiêng tháng Mậu Kỷ đô thiên, tai họa là lớn nhất. Năm 2021 Tân Sửu Mậu đô thiên tài tuất, kỷ đô thiên tài hợi, nhà hướng Thìn Tỵ, tuyệt đối không xây mới vào tháng tuất hợi, tháng 9 và tháng 10 âm lịch. Ngũ hoàng đài sát là sát khí của trung cung, là khí của Mậu Kỷ đến hướng. Đây là thiên khí sát vận đại hung, không thể xâm phạm, không khai sơn lập hướng hay là tu tạo. Nếu phạm phải khí này nặng thì mất người, nhẹ thì ôn tật, thị phi liên miên không dứt, dẫn đến tổn hại quan vận, sự nghiệp thì trắc trở. Năm 2021 Tân Sửu ngũ hoàng đại sát đến phương Đông Nam, tuyệt đối không xây mới hay là tu tạo sửa chữa. Để việc xây dựng được hanh thông may mắn, từ ngàn đời xưa, các cụ nhà ta ngoài sử dụng xem ngày giờ động thổ còn sử dụng phương pháp trấn trạch chi bảo trong phong thủy. Trấn trạch chi bảo có ý nghĩa đảm bảo cho căn nhà cơ quan được vững vàng, người sống trong nhà được bình an thịnh vượng. Việc trấn trạch còn có mục đích là giữ nhà, xua đuổi tà ma, chiêu phúc đến cho gia chủ, chặn những điều không tốt vào trong nhà.
giúp cho người trong nhà có được bình an, may mắn, thâu thu tài lộc. Ngoài phương pháp trấn trạch chi bảo, thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt cũng đã tư vấn thêm cho gia chủ sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để tăng cát khí cho ngôi nhà. Trong trường hợp gia chủ ở nhà không hợp hướng, bị phạm vào họa hại ngũ quỷ, lục sát, tuyệt mệnh, ngoài sử dụng phương pháp trấn trạch trên thì gia chủ cần phải treo trước cửa nhà gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch để hóa giải. Trên đây thì Phong thủy May mắn đã hướng dẫn anh chị việc tính toán về việc xây mới và sửa chữa các hướng nhà trong năm 2021, cũng như là việc hóa giải khi ở trong nhà không hợp hướng. Tổng hợp lại, năm 2021 có hai hướng cấm kỵ xây mới hay sửa chữa, đó là Đông Bắc và Đông Nam. Hướng Bắc xây thì đại cát. Các hướng còn lại nếu chọn năm tháng ngày giờ tốt xây mới hay là sửa chữa thì cũng rất cát lành. Việc xây nhà lựa chọn thời điểm, năm tháng ngày giờ động thổ là hết sức quan trọng. Ngoài việc xem hướng nhà có xây được hay không thì chúng ta còn phải xem tuổi nào xây thì cát nhất, tuổi nào thì không xây được. Để được tư vấn chi tiết cụ thể, anh chị hãy gọi điện đến hotline của chương trình. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ anh chị tốt nhất về việc xem ngày động thổ và tư vấn bố trí bố cục nội thất hợp với phong thủy để hóa giải những hung họa bất ngờ ập tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ Phong thủy May mắn trong suốt thời gian qua. Anh chị hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về phong thủy, tử vi, tứ trụ, bát tự và những kiến thức tâm linh mới nhất giúp cho chúng ta có được cuộc sống tốt hơn. Chúc quý vị và các bạn có được nhiều may mắn, tài lộc trong cuộc sống.